Má có biết ai ở Phụng Hiệp mà làm nghề đóng ghe không má? Đóng ghe mà ở Phụng Hiệp á, má nhớ không má? Phụng Hiệp? Dạ dạ đúng rồi má, ở Phụng Hiệp á. Người đó làm nghề đóng ghe. Má nhớ lại coi má. Phụng Hiệp. Dạ đúng rồi, Phụng Hiệp. Phụng Hiệp. Má. Má ơi, má, má nhớ gì không vậy má? Má, má có sao không má? Má, nhức đầu quá. Má đau đầu hả? Thôi 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 má đừng nhớ nữa. Con xin lỗi má. Má ơi má, má ơi, má đi làm gì vậy má? Con không nhắc, con không nhắc nữa mà. Má ơi, buông ra. Má ơi, má, má ơi, má ơi, nhức đầu quá. Má ơi. Con xin lỗi má. Bác ơi, bác nhân ơi, bác nhân. Bác ơi, bác ơi, bác con sao vậy bác ơi? Má chị Tư ơi. Chị Tư à, má ơi, má. Hà Miếm, chị Tư. Má ơi, má ơi, má ơi, má ơi, con xin lỗi má, con xin lỗi. Con xin lỗi má, má ơi. Đại ca, bà tới rồi. Sao trễ hẹn vậy? Nhìn xem coi có thấy ai quen không. Nè, có nhận ra người em quen không vậy? Còn nhiều người quen lắm, còn nhiều diễn viên quen lắm. Cho cái vở kịch diễn tình lâm ly bê đát của em và anh đó. Tôi gom đủ tiền rồi đó, các người cứ lấy đi, rồi các người đừng bao giờ xen vô cuộc đời của tôi nữa. Bây giờ tao đi được chưa? Tụi bay, tiền thì người đẹp giao rồi, tụi bay nghĩ người đẹp đi được chưa? Người đẹp sao lại làm với mình vậy hả? Buông ra, buông ra, buông ra. Tụi mày làm cái gì tao vậy? Buông ra. Thôi đủ rồi. Buông ra. Đủ rồi. Cho loại một chút da thịt là đủ rồi. Mở cửa cho về đi. Dạ. Đi đây. Cố cái mày. Khốn nạn, tao sẽ giết mày. Quay. Khốn nạn hả? Hôm nay tao trở thành chó hay là cầm thú cũng là do ông già mày khiến tao như vậy đó. Mối hận hơn 20 năm trước mày nghĩ tao dễ dàng bỏ qua vậy sao? Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Chẳng những tao đối xử với mày như vậy mà tao còn muốn phá nát cả gia đình mày nữa, để cho ông già mày phải ngậm đắng nuốt cay ở dưới suối vàng đó. Tao muốn linh hồn ông mãi mãi sẽ không bao giờ được yên, mày hiểu chưa? Tụi bay tống cổ nó ra ngoài. Dạ. Đi, nhanh lên. Lẹ lên, nhanh lên. Thúy Diễm à, trò chơi trừng phạt này chỉ mới bắt đầu thôi. Từ lúc bị té, rồi từ bệnh viện về nhà, má còn cứ ngồi im một chỗ, không có nói năng gì hết trơn á. Lúc ở trong trạm xá, con có nghe má con nói cái gì mà đóng ghe, rồi ở Phụng Hiệp. Hồi chiều con có nhắc tới, ai đóng ghe ở Phụng Hiệp hả má? Không ngờ má con phản ứng dữ dội vậy đó. Ừ, có thể cú va chạm đó làm cho má con dần dần tỉnh táo. Biết đâu,
trong cái rủi có cái may con à. Con cũng nghĩ vậy, chỉ sợ lúc mà má con tỉnh lại hẳn á, không có gặp được ba với anh hai, lúc đó chắc má con đau khổ nhiều hơn. Mà con cũng hiểu sao, mỗi lần mà má con gặp bác Hai Long á, là má con lên cơn kích động mà. Con thoáng nghĩ có khi nào là... Người ta tên trùng tên thôi, còn như má con á, tinh thần bấn loạn, nhìn ai mà không ra ba con. Dạ, cũng có nhiều lúc con nghĩ khùng điên. Chứ nếu mà đúng như vậy thì... Bộ con điên rồi hả Trúc? Đúng đúng sao được? Dạ thầy Nhân ơi, thầy Nhân. Ủa, có chuyện gì không chú sao? Dạ, tôi cũng có chút chuyện. Thuốc tôi bóc cho chú bữa hổm á, chú uống hết chưa? Uống hết ráo trội rồi. Vậy hôm nay chú muốn lấy thuốc thêm hả? À, không. Chẳng giống gì thầy. Từ cái bữa mà uống thuốc thầy cho á, mà sao mà mất ngủ liên tục rồi thầy. Ủa, sao kỳ vậy? Dạ không biết. Thuốc của tôi bóc cho chú á là do bác sĩ Trọng khám mà. Có phải là vì chú... Dạ thì đó, thì bác sĩ Trọng đoán trúng bệnh của tôi rồi. À, tôi hiểu rồi. Vì vậy mà khi uống thuốc của tôi á, chú thấy khỏe hơn phải không? Dạ, thấy khỏe hơn nhiều lắm luôn đó thầy Nhân. Nhưng mà ngộ một cái, càng khỏe thì càng mất ngủ rồi thầy. Tôi bị mất ngủ cái tôi đi lang thang. Ban đêm đi ga vô như mắc cà tân vậy đó. Thầy, bây giờ mình có cái thuốc gì mình hãm xuống cho nó bớt sung được không? Chứ đi kiểu này cực quá. Có, thì có rồi đó. Nhưng tôi có điều lo ngại. Ủa, nhưng mà thầy ngại điều gì ra? Tôi thấy chú Sáu đang tồn tại nhiều hormone nữ. Nếu mà bóc thuốc để hãm lại, tôi e là... Vậy ý thầy nói tôi bị bóng hả? Cũng gần vậy. Vậy hả? Thôi, cứ để vậy đi. Để tôi sung đi. Cho hormone nam nó tăng lên chút. Tôi về nha. Mà khoan. Dạ. Tôi có cách cho chú nè. Có cách hả? Dạ thầy cứ nói. Thầy chỉ dạy. Chú á, đừng nên nghĩ nhiều về những điều mà chú không thể làm được, hoặc là chú không đủ khả năng làm được. Vậy là sao? Không hiểu. Trọng, con tính làm cái gì vậy? Như vậy là sao? Định tái diễn cái trò về dùng sâu là bác sĩ tình nguyện hả? Mày muốn chống đối hả? Muốn đi chứ gì? Được, vậy thì đi. Đi cho khuất mắt tao. Đừng bao giờ trở về cái nhà này nữa. Mày có ngon thì đừng lấy một thứ gì trong cái nhà này. Để tao coi mày đi được mấy ngày. Ba không cần phải tức giận như vậy. Kể từ bây giờ, con sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ gia đình này nữa. Con sẽ tự lập bằng chính đôi bàn tay của con. Con nhất định sẽ tìm gặp được má con. Được rồi, vậy thì mày đi kiếm đi. Nếu mày đã nói không cần đến cái gia đình này nữa thì cũng đừng dùng cái nghề bác sĩ để mà kiếm ăn. Bởi vì cái đó cũng là do tao lo lắng cho mày. Cứ thử đi, coi làm được trò trống gì không cho biết. Được, nếu như ba đã muốn vậy thì tất cả những gì ba cho con sẽ trả hết lại cho ba. Trọng, nghe ba nói nè. Con vô đây, ngồi xuống đây. Con ngồi xuống rồi, ba nói gì ba nói đi. Nãy giờ ba nóng nảy quá nên hơi nặng lời. Đừng giận ba nghe. Trọng à,
Chuyện con nghe được về má con, con có thể coi như chưa nghe thấy gì được không? Hai mươi mấy năm nay con đâu biết gì mà vẫn sống bình yên vậy? Cái đó là khi con chưa biết, nhưng bây giờ con đã biết rồi. Con không thể nào làm ngơ trước sự thật này được, bởi vì nó có liên quan tới má ruột của con. Con cần có một người má thật sự. Ba có biết là hai mươi mấy năm qua con thiếu thốn tình cảm của một người má thật sự như thế nào ba biết không? Ba biết, ba biết mà. Ba biết tại sao ba lừa dối con. Thậm chí tới khi chuyện vợ lỡ, ba vẫn một mực không cho con biết má ruột của con là ai, là sao. Ba làm gì vậy? Chẳng qua là muốn tốt cho con thôi. Vì ba muốn con có một cuộc sống hạnh phúc, không phải lo nghĩ gì về thân thế của mình. Thân thế của con? Bây giờ chuyện vợ lỡ là rốt cuộc thân thế của con là cái gì, ba nói đi. Con đừng có hỏi ba mấy câu đó nữa. Ba chỉ muốn con có một cuộc sống sung sướng, giàu có, hạnh phúc và làm được một người thành đạt. Ba không muốn con phải khổ như ba ngày xưa. Sung sướng, giàu có, hạnh phúc, thành đạt, cái điều đó ai cũng muốn hết ba à. Nhưng mà cái con cần là cần một người má thật sự. Con muốn biết má con là ai ba à. Con đừng hỏi ba nữa mà Trọng. Nghĩa là ba nhất định không nói. Ba đã nói cho con nghe rồi. Má con đã chết rồi. Ba chết lâu lắm rồi. Con không tin. Ba đừng gạt con hết lần này đến lần khác nữa. Ba làm ơn đi, ba nói cho con biết má ruột của con là ai. Hả? Ba chết lâu rồi. Con cứ tin ba đi. Con cứ tiếp tục cuộc sống bình yên hạnh phúc như bao lâu nay đi Trọng. Bao nhiêu năm nay con sống trong sự dối gạt của ba, sung sướng, bình yên, hạnh phúc chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc mà ba tạo ra để dối gạt con thôi. Kể từ bây giờ con sẽ thoát khỏi cái vỏ bọc mà bao lâu nay ba che chắn để lừa gạt con. Và từ hôm nay con không muốn ai gọi con là một thằng công tử bột, một thằng công tử nhà giàu nữa. Con không cần. Con sẽ tránh nó càng xa càng tốt. Trọng, đi đi, đi hết đi. Em biết là bây giờ em không có lý do gì để giữ anh hai lại hết. Nhưng mà anh hai đừng có buồn, cũng đừng có giận ba nữa được không? Ba làm như vậy cũng chỉ vì ba sợ anh buồn thôi à. Vậy nếu như suốt cuộc đời này anh không biết má anh là ai, thì em nghĩ đi, anh sẽ vui hay là buồn chứ? Nhưng mà nếu như đúng như lời của ba nói, má anh không còn nữa, thì dù anh có bảo ba đi thì cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu. Vậy nếu như má anh còn sống thì sao? Anh xin lỗi. Và nếu như ở một nơi nào đó má anh đang mong ngóng ngày đêm chỉ để nhìn thấy anh một lần thì sao? Nếu là em thì em có đi tìm không? Em... Hả? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc chắn là em sẽ rất buồn. Anh hai, vậy bây giờ anh quyết định đi tìm má ở đâu? Anh cũng không biết nữa. Mặc dù là ba cố gắng giấu ngày xưa ba má sống ở đâu, nhưng mà anh tin chắc là cảm nhận của anh thì đó là nơi mà thầy Nhân mở phòng khám. Sao anh lại nghĩ như vậy? Anh nhớ lần đầu tiên khi anh xin về Gò Tháp, thái độ của ba kỳ lắm. Nhưng mà lúc đó anh lại nghĩ ba sợ anh khổ nên mới không cho anh về đó. Bây giờ thì anh nghĩ khác rồi.
Có thể đó là nơi ba má đã từng sinh sống, cho nên ba không muốn anh về đó. Vậy bây giờ anh định về chỗ thầy Nhân làm việc rồi tìm má luôn hả? Không, anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì do ba lo lắng nữa hết. Anh hai, anh đừng có cố chấp như vậy nữa được không? Anh đã quyết định là tự tạo cho mình một cuộc sống hoàn toàn khác. Anh sẽ thoát ra khỏi cái vỏ bọc mà bấy lâu nay ba đã xây dựng để lừa dối anh. Càng xa càng tốt. Chắc là anh Trọng sẽ không trở lại đây nữa rồi. Mà cũng có gì để em phải lưu luyến đâu chứ. Không hiểu sao mới về Sài Gòn có mấy ngày mà tôi thấy nhớ bến sông này kinh khủng. Anh nói thiệt không đó? Bến sông nghèo này có cái gì mà nhớ? Chắc là anh Trọng sẽ không trở lại đây nữa rồi. Mà cũng có gì để em phải lưu luyến đâu. Phải rồi, có gì đâu mà nhớ. Chỉ có người ở lại bên sông là nhớ thôi. Bên sông là bên chờ mà. Ủa má, tự nhiên xuống đây làm gì vậy? Nóng lắm, má lên nhà trên đi. Xuống còn chút nấu cơm. Má đói bụng rồi hả? Thôi má ra đây. Má ngồi đây chờ con chút. Cơm chín con lấy cho má ăn nha. Ăn cơm hả? Dạ. Nấu cơm thì phải nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Má, phải chi lúc nào má cũng bình yên như vậy là đỡ khổ thân má hơn không? Đi đâu cho tiếp theo cùng đôi non thiếp chiều lạnh lùng thiếp ca. Má, sao má khổ như vậy nè? Con thương má đứt ruột nhưng mà con không biết phải làm sao đây. Nín đi, nín. Má thương lắm, má thương con lắm. Hai nhãn lòng ăn nha, hai nhãn lòng con ăn nha, nha. Dạ. À, nhãn lòng. Đây, nhãn lòng nè. Nhãn lòng ấy nè. Hả miệng ra, hả miệng ra. Ngon ha. Ngon. Nữa nè. Ngon ha. Dạ. Tới con ha. Hả miệng ra. Ngon má. Ngon. Lần này con quay về đây là để tìm lại má con. Hiện tại mà nếu con chưa tìm được việc làm á, thì cho con ở tạm chỗ thầy một thời gian nha thầy. Nhưng con không có một chút tin tức, cũng như không được một thông tin gì, thì làm sao con tìm được má con chứ? Ba con á, quả quyết nói là má con đã mất. Nhưng mà nếu như vậy thì tại sao bao năm nay ba lại tìm cách giấu con, chỉ trừ khi là có một sự thật nào khác? Có điều này, nhưng không biết thầy có nên nói với con hay không. Là chuyện gì thầy? Có lần ba con về đây nè. Trọng ơi, Trọng. Trời, con đây rồi. Dạ chú Năm. Dạ chào thầy Nhân. Chú Năm, chú Năm ngồi đi. Dạ. Không phải là ba con kêu chú tới đây nữa chứ? Không, chú nghe bà Tư Hảo Hảo nói con đang ở nhà thầy Nhân, thành ra chú mới dạy tới đây coi thật hư ra sao. Ủa mà sao con về đây vậy Trọng? Chẳng lẽ ba con đổi ý rồi sao? Chuyện gì vậy con? Chuyện dài lắm, để lúc khác con nói chú nghe. Thôi, con vô tắm rửa nghỉ ngơi đây, con mệt lắm. Cái thằng này,
trọng lại về đây. Không phải bà anh nói sẽ cưới vợ trên Sài Gòn cho anh sao? Ngó bộ anh tiều tụy quá. Không lẽ anh cãi lời ba để quay trở lại đây? Sao chưa ngủ nữa con? Đây, tí về rồi đây. Con Trúc nó cứ khóc hoài vậy. Chắc là nó muốn mọc răng đó. Nó khóc hoài luôn. Nãy giờ em dỗ đã đời nó mới nín. Nó mới ngủ được chút xíu đó anh. Thôi, em ráng dỗ cho con nó ngủ đi. Anh thấy tội nghiệp quá. Giờ không biết làm sao nữa. Dì Tư à, dì sao vậy dì Tư? Dì Tư, dì Tư ơi, dì nhìn con nè, dì nhìn con nè, con là Trọng nè dì Tư, con là Trọng nè. Dì bình tĩnh, nhìn con, dì Tư, con là Trọng nè. Con là Trọng. Con. Dì có sao không? Má xin lỗi, má xin lỗi, má không có bỏ con. Dì Tư à. Má xin lỗi, má không bỏ con đâu mà. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, má thương. Âu đường dài. Dì Tư à. Ngỡ chạy. Dì bình tĩnh đi. Dì nghe con nói nè dì Tư. Ngủ đi con, ngủ đi má thương nha. Thương, ngủ đi con, má thương, má thương. Trúc à, tại sao từ lúc anh trở về đây tới giờ em mới cố tình tránh mặt anh vậy? Em có cố tình tránh mặt anh gì đâu. Tại mấy bữa nay má em lúc tỉnh, lúc lại lên cơn phá phách, nên em không có tâm trạng gì để gặp ai hết. Không có riêng về anh đâu. Có thật như vậy không Trúc? Hay là còn lý do gì khác mẹ muốn giấu anh? Không, em không có giấu anh cái gì hết. Vậy thì tại sao em lại khóc hả Trúc? Em à, có chuyện gì thì phải nói cho anh biết, đừng có giấu anh mà. Anh Trọng, hay tụi mình đừng có gặp nhau nữa. Trúc à, chắc chắn là có chuyện gì rồi em mới nói như vậy. Có chuyện gì vậy Trúc? Anh Trọng, tụi mình đừng gặp nhau nữa. Như vậy sẽ tốt cho anh. Có phải anh Tùng không? Anh Tùng đã ép em làm như vậy đúng không? Nếu là như vậy á, thì em không cần phải lo nữa. Bởi vì anh không còn là một thằng Trọng công tử bột mà để cho người khác ăn hiếp nữa. Không phải mà. Không phải như vậy. Anh Tùng anh đang bị giam. Anh không có ép em chuyện gì hết á. Như vậy thì có chuyện gì?
Em có biết là phải khó khăn lắm anh mới trở về đây được không? Vậy mà bây giờ em không muốn gặp anh là sao? Chính vì khó khăn nên là em không muốn gặp anh. Em không muốn anh vì em mà phải chịu thiệt thôi. Anh trở lại Sài Gòn đi. Anh lên lại trên đó để tạo dựng tương lai. Anh đừng có tìm em nữa. Trúc à, lần này anh về đây không chỉ vì lời hứa là sẽ không để em một mình nơi bến sông, mà lần này anh về đây là còn vì một điều quan trọng khác. Nếu như anh nói lần này anh quay về đây là để tìm lại má của anh, thì em có còn khuyên anh về Sài Gòn không Trúc? Tìm má của anh? Phải. Bây giờ anh cũng như em. Em thì đang mong chờ gặp ba và anh hai của em. Thì anh cũng không biết má ruột của mình bây giờ đang ở đâu nữa. Con đã suy nghĩ kỹ chuyện này chưa? Không làm bác sĩ nữa thì con sẽ làm gì? Cả thầy cũng nghĩ nếu như con không làm bác sĩ thì con cũng không làm được gì khác hả thầy? Ý thầy không phải như vậy. Thầy chỉ muốn con suy nghĩ cho thật kỹ về chuyện con muốn đi tìm lại má ruột của mình. Cũng đâu nhất thiết là con phải bỏ cái nghề mà con yêu mến. Thật ra việc từ bỏ nghề bác sĩ chỉ là việc chẳng đặng đừng thôi. Nhưng mà thật lòng con cứ nghĩ là đến việc ba con bắt con phải rời xa má ruột của con chỉ vì một lý do là bởi vì muốn con có một cuộc sống đầy đủ, trong khi má ruột của con sống chết như thế nào con không hề hay biết. Con chỉ muốn phủ nhận tất cả. Và còn một lý do nữa. Là chuyện gì? Con muốn ba con không còn lý do gì để ngăn cản chuyện con với Trúc nữa. Nói vậy Trúc đã nói hết với con rồi sao? Dạ không. Nhưng mà con biết chắc chắn là ba con sẽ làm như vậy. Con hiểu tính ba con mà. Chính vì vậy mà con muốn từ bỏ tất cả những gì liên quan tới cuộc sống trước đây. Con đã có dự định làm việc gì chưa? Dạ, tạm thời thì cái chuyện phụ thầy ở phòng khám á, thầy thông cảm cho con phải tìm việc khác để kiếm ra tiền. Con biết là phòng khám từ thiện là tâm huyết cả đời của thầy. Con không muốn thầy phải bận tâm nhiều về con nữa. Anh ơi, ở đây có tuyển đi phụ hộ không anh? Trời ơi, nhìn mày thư sinh như vậy đó hả? Ngày mày có xúc được 300 số hộ không? Dạ được, tôi nhìn thấy vậy chứ tập thể dục thể thao khỏe lắm. Chưa đâu nha, còn khiên gạch, giác xi măng trộn hồ đó, mày làm được không? Dạ được, được. Ủa, mà hồi trước mày làm nghề gì vậy? Dạ, tôi mới ra trường. Ủa, sinh viên mới ra trường hả? Dạ. Học ngành nào? Dạ ngành đi. Cái gì? Bộ mày khùng hả? Tại sao mày không xin đi làm bác sĩ mà mày ra đây cắm mặt? Mày xin đi làm thợ hồ làm cái gì? Có biết cực lắm không? Dạ. Ê, 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 bị sao vậy? Trời ơi, nó xỉu rồi. Nó bị sao vậy? Tôi đâu biết đâu. Để anh ngồi dậy. Đỡ lưng anh dậy đi. Anh lùi lùi ra một tí cho nó thoáng, cho anh dễ thở. Nó bị sao vậy? Nó đang trộn hồ tự nó xỉu. Để tay ra. Anh bị say nắng thôi à? Bác sĩ ở phòng khám từ thiện của ông Nhân đó. Dạ. Anh đi lấy cho ảnh một cái khăn ướt với lại một ly nước. Bỏ trong đó tí muối với lại tí đường. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Anh này anh bị mất nước điện giải, cho nên là anh cần uống một ly nước có tí muối tí đường. Với lại chỉ cần cho anh nghỉ ở chỗ thoáng mát tí là anh tỉnh nè. Chỉ có vậy thôi hả? Không có sao hết. Dạ nước đi anh. Cho anh uống nước đi.
Rồi, cứ cho anh uống nước từ từ rồi đưa anh vô chỗ mát là khỏe lại liền. Dạ. Nhớ giữ cái khăn lau cho anh nha. Dạ dạ. Cảm ơn anh. Rồi. Dạ. Thôi được rồi, ta nhận mày làm thử mấy bữa coi ha. Với lại ở cái công trình này cũng rất cần thầy thuốc như mày. Dạ. Thôi bây giờ mày về đi, ngày mai mày tới nhận việc. Mà làm việc ở đây từ 7 giờ sáng cho tới 4 giờ rưỡi chiều. Dạ. Chủ nhật nghỉ. Dạ. Ngày 80, một tuần lãnh lương một lần, được không? Dạ. Dạ cảm ơn anh. Mà tao không hiểu mày tự nhiên không chịu đi làm bác sĩ. Buông ra đi. Lão à. Đấy. Buông ra. Dạ mày. Quỳ xuống mày. Quỳ mày. Mày muốn gì? Ừ. Mày đúng là thằng lì lợm nhất mà tao từng gặp. Mày tưởng mày chuyển phòng là mày thoát được tao hả? Mày muốn cái gì hả? Tụi mày muốn cái gì? Muốn gì hả? Tao muốn mày xuống ba tấc đất. Tao muốn mày đầu thai sớm được không? Buông tao ra. Buông tao ra. Quỳ xuống. Quỳ mày. Mày láo mày cái gì hả? Giở đầu nó lên. Tao nói cho mày biết, từ ngày hôm nay trở đi, nếu mày không biết điều, giao nộp đồ thăm nuôi của mày, thì mày biết tao sẽ xử mày như thế nào rồi đó. Buông ra. Mày bu lao hả mày? Mày lấy mày có ngon á thì cứ giết tao đi. Nhớ là phải giết cho chết. Tao mà còn sống mày... tao không để tụi bay yên đâu. Mày giỡn mặt với tao hả? Dừng lại. Đây là người của tao, bỏ ra. Mày nói láo. Nó mới phạm tội lần đầu, không dính dáng tới băng nhóm của mày, sao lại là người của mày? Nó là Tùng Gấu, có phải không? Không những nó là người của tao, mà nó đã từng cứu tao thoát chết. Vậy thì gọi là cái gì? Đi. Có sao không Tùng? Cảm ơn, tôi không sao. Cảm ơn. Thôi thôi bà ơi, cho tôi tợn bà quá rồi. Tôi không có tiền đâu cho bà mượn. Không, bây giờ bà ráng bà thông cảm, bà giúp tôi lần này thôi. Chứ bữa nay nếu chiều nay mà không có tiền để trả bà mà không có trúng đệ thì tôi đi bán máu cũng được nữa. Rồi tôi trả liền cho bà. Nghe, bà giúp tôi đi. Nè nè, tôi nói cho bà nghe nha. Bà nhìn kỹ cuốn sổ này đi. Đây đây. Nè, đó, bà nhìn đi. Hai má con của bà, lớp nào là mượn tiền, lớp nào là thằng Tùng nó ăn chịu, nó uống chịu ở đây. Gần 2 triệu bạc rồi, mà có thấy động tĩnh gì đâu. Mà bây giờ đòi mượn nữa. Không, trời thì... đất ơi, tiền của tôi chứ đâu phải trấu đâu mà bà muốn hốt chừng nào bà hốt bà. Không, nhưng mà tại vì tôi ngặt quá à. Bữa nay bị gì nếu không trả liền á, thằng Út Thọt nó đốt nhà tôi luôn á. Trời đất ơi, bà này mắc cười quá, nó đốt nhà bà chứ đốt quán tôi sao tôi sợ. Biết vậy thì làm ơn đừng có mượn nợ, đừng có cờ bạc. Trời ơi, bà ráng mà giúp tôi lần này đi. Tôi hứa với bà, từ nay trở đi tôi bỏ, không có đánh bài nữa. Cái gì? Bà hả? Bà mà tôi bỏ được cờ đó. Bạc hả? Trời đất ơi, tôi hả? Tôi mần nguyên con heo, tôi đãi hết xóm này luôn. Trời ơi, bà nói gì dễ mít lòng vậy bà Tư? Không lẽ tôi chặt tay tôi thề với bà, tôi không quýnh bài nữa. Cỡ đó tôi còn chưa tin nữa, đừng nói bà thề. Trời ơi, xóm giềng mà sao bà làm hiểm vậy bà Tư? Giờ bà biết tôi cảnh một mẹ một con, chồng thì chưa chết mà coi như chết rồi á. Rồi bây giờ Tùng nó bị kẹt vậy tôi mới nhờ giả chị. Bà
Bà hàng xóm láng giềng mà bây giờ bà thấy chết mà không cứu nè. Bà hát vừa thôi, cho người ta mượn chút làm dữ hả? Trời đất ơi, trời. Rồi giờ tính tới đây nằm dạ vậy đó hả? Thôi bà đi chỗ khác giùm tôi đi. Tôi đâu phải cái kho đâu mà tới đây nằm dạ khóc lóc ỉ ôi ôm sùm. Thôi mệt quá, đi đi. Thôi bà vừa phải thôi. Trời ơi, mượn tiền của bà, tôi nói thiệt với bà, bà cho vay nặng lãi. Nghĩa là bà bây giờ tôi nói cho cả xóm này biết luôn nè. Bà cho vay nặng lãi nè, cho đánh bài lấy sâu nè. Bà làm như bà tốt đẹp lắm vậy. Tôi mượn tôi trả chứ làm như tôi không trả vậy. Ủa nên... mà bà làm gì vậy? Tôi đốt không lòng bà. Mình đốt. Cho tôi mượn nha. Dạ dạ. Nè. Tôi đốt. Cho mượn nợ không cho thì thôi. Mắc gì bà đốt tôi. Nè bà. Đốt rồi. Nè. Không có chơi cái đá đá. Tôi đốt không lòng bà. Cho bà biết mặt. Trời ơi, mắc bà. Còn nói này nó nọ nữa hả? Bà ác vừa thôi. Bởi vậy bà. Tôi đốt cho tụi hết luôn. Đi. Chồng chết cũng vừa. Đi chưa. Chết rồi tôi. Đi. Hả? Mượn nợ người ta không được là làm vậy đó hả? Anh Lẹm ơi, ra nhận cơm nè. Về đây. Cảm ơn em. Không có gì. Ngày nào cũng ăn bánh mì như vậy, sức đâu mà làm cho nổi. Anh Trọng. Anh ăn cơm đi. Em tới đây làm gì? Anh không ăn đâu. Anh đừng có như vậy. Mấy bữa nay anh cứ ăn bánh mì hoài, làm sao có sức khỏe để mà làm. Máy móc người ta còn phải đổ xăng nữa, huống chi là sức người, làm sao mà chịu nổi. Em đâu có dư giả gì đâu, lại còn phải lo cho má em. Em cứ mặc kệ anh đi, đừng có lo cho anh nữa. Em làm vậy anh cảm giác như anh là người bất tài như ba anh nói vậy đó. Nếu mà như vậy anh đâu nhất thiết phải chọn công việc nặng nhọc như vậy đâu. Sao anh không tìm việc khác nhẹ nhàng hơn mà làm? Anh muốn tìm một công việc nặng nề vất vả để anh không phải suy nghĩ gì hết. Với lại anh đã nói với ba anh rồi, anh sẽ trả lại tất cả cho ba anh, kể cả cuộc sống sung sướng. Cho nên anh chọn công việc vất vả như vậy để cho ba thấy á, anh nói được là anh làm được. Em về đi. Anh uống nước mía đi cho em. Em đi về đi mà. Ông ơi. Sao? Thấy vui không?